Hữu Châu gặp tai nạn trước ngày vào vai Nguyễn Trãi. Vừa qua, vợ bí mật Vương Lệ Chi, tác giả do Hoàng Hữu Đảng, tái ngộ khán giả tại nhà hát Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh sau 5 năm ngừng diễn. Với diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Hữu Châu, Hoàng Trinh, Lê Khánh, Thành Lộc, Xuân Thùy, Đại Nghĩa, Đình Toàn, Ngọc Thuận. Người xem đã có lúc lặng người với những trường đoạn Nguyễn Trãi độc thoại, đọc thơ ngẫm về phận mình, phận nước, ở những cuộc chạm trán giữa Nguyễn Trãi và Thái hậu Nguyễn Thị Oanh, diễn xuất của Hữu Châu đạt đến độ cao trào, bộc lộ thần thái của người anh hùng luôn đau đấu nỗi niềm thương dân. Hình tượng Nguyễn Trãi của Hữu Châu được chăm chút từ tạo hình, mốc dáng đến đài tư, cử chỉ, điều bộ, khắc họa được tấm lòng trong sáng tự sao khuê. Nhưng ít ai biết rằng, ở lần tái ngộ Hữu Châu phải nén đau để thể hiện cho ra thần thái của vị anh hùng. Một tuần trước khi chạy xe máy đi làm, nam nghệ sĩ bị taxi tông phải khiến thân thể bầm tím và đau nhất. Năm 2010, em trai của Hữu Châu là nghệ sĩ Hữu Lộc đã qua đời vì tai nạn giao thông. Ngay cả khi em trai chưa mất, Hữu Châu luôn là nghệ sĩ cẩn trọng mỗi khi ra đường hoặc làm việc gì anh quan niệm với người nghệ sĩ thân thể là công cụ hành nghề quan trọng nhất vậy mà vẫn gặp chuyện không may đến giờ vẫn còn đau lắm nhưng bước ra sân khấu cái đau được nén lại dành chỗ cho cảm xúc với nhân vật